We'll go to Simriap. So, because they will arrive in Simriap. ngày tìm mà thấy còn mà đào xìm đi. So thank you very much for Anand to for preparation. Hãy xung ở cơ mà của an ra sự rạp cả chú ý bảo xung rú. So today, today I would like to share about the content is five major points how to inspire the new members. Bà chẳng thì nó bắt giờ ngày đấy việc nó to nó mê riêng bởi dưới rồi thì nó bắt ra chúng nó biết biết mấy ca chúng rung tới chết mà chết mày. Sorry. Oh. Oh, I see, I see. Maybe. Yeah, sorry. People nowadays feel lonely. Oh, not this one. Why? Oh, my God. The people nowadays feel lonely because they leave the world for no love. Then how can they resurrect? How can we open their heart? Only love can make it possible. Only the heart to love the partner can open their heart. Only life of faith cannot open their heart. Only to give the hope is not enough, but only love can make them believe. Can make them to live for the life of attendance. Only love can make the revolution. Mình đúng mày này mình là rong ai có để sao cô kia luôn nở không đông vì hụt lốt đẹp mình sẽ đây sẽ lành vì hai ta cô kia ai yêu nở lang quên đời đặc biệt nà ta dường ai bạc bệ đúng cô kia đời đặc biệt nà mình ta sẽ đây sẽ lành tì để ai thua ao vì ai tự rồi mình ta tự chất nơi sẽ đây sẽ lành này cô tì tự ai bạc bệ đúng mà mình ta chú ý sẽ đây chúng như của nó đây mà ai bạc chết cô kia bàn thì trong tay của đó sẽ đầy sinh không một cực đoàn thì miên tay sẽ đầy sẽ lại tê để ai thua ai kỳ chư ai thua ai cô kê rồi nơi bàn xâm lạc chụp vật chư rùm ra miên tay sẽ đầy sẽ lại tê tìm ai thua bạn được gọi bàn. So I using this photo for the for this slide, and yeah, it was really good that at least our participant could get the medal, all of us, all of you. Bà chân khi mà trả nơi rụp hiệp mùi ní thì xin bật thay vì chỉ đường o rồi tụi yên đó không biết ai thì tụi bà nằm mẹ đầy nèm bì nè. And I'm really grateful to Jeon that taking care for our members, and thank you very much, Myung, to be there, and congratulations for Sopek. Xong ở cốt được càng nờ mà stay tune để bạn mơ thay quý yên nhìn lõ thì số một cô đơn xung ương này tôi đi hay số một ó tôi can cái nhà chia sẻ về. And at least I am happy that I could send all of you, whether I couldn't be there. Và dừng là cái đó khi định đi để ai bị chui này tập nghề từ đó tới lúc tại có dùng chia sẻ bóng đá được nhưng mà anh tới tới lúc bạn. So we are doing the witnessing through the Tony Mudo, and for the witnessing is just like Father saying here that
this is not enough to give the hope, even not give enough to give the money, but only the love, and to let them to understand about the core point of the Toyin Gudo. That is the way that we can raise them up. Dương trong đó đây sẽ lắng trong tròn thì có vấn đề còn tập đoàn có đây sẽ không được tròn thì tại vì trở đoàn nó sẽ đây sẽ lắng chân dương trở tại ở của kỳ dư lòng bị đồng lại snow này tội mà đồ. So I knew this one, that's why I tried to spend some time in Vietnam together. Và vì sao thì khi đang ở đây đã nói thì mà được dùng chụp này về liền ngồi dùng luôn chụp buổi nữa là nên là có thể dùng này. The food was good and coffee was good, so man, right? Yeah. Cà phê ở Hà Nội Việt Nam thì ngành mình tết là xà bò mà mình bê lên. And I am very happy that I can invite you the holy ground what True Father made in Saigon. Đại xin có tùy vị đã đẹp hàn đập nôm ở nơi thôi đập nà tế sản kích holy ground nơi Saigon, tế Việt Nam. Now, honestly speaking, if I am alone and I'm not really going there. Nhi dây dây ở small town tế bây giờ được nhóm mau tại ai nơi Việt Nam tế nhóm mình tự thiên tiền. But I am very happy that I could be there together with all of you and then could feel the power of the True Father. And yeah, one day let's go again. Và dân ngày nào buổi từ tin năm đó thì also for those who never been there, let's go. Dù sao bom ôn dương đại mình còn mang từ từ nước mà dùng tìm cho tìm cái dùng từ tin năm đó không nhỉ. If I speak in the tongue of the men or the angels, but do not have love, I am only the resounding going gone or chant, clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a face that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all possesses to the poor and give all over my body to hardship that may boast but do not have love, I gain nothing. Và nơi Corinthos chấm phụ tì tầm bấy kho tì mùi tì muốn mà nề thà bà khi nhóm này dây phía xa mà nó hữu tê vật đà phần tá mình biên sự bê xa lãnh tí khi nhóm cron tà chữ cô đại lưu xô cửa hâm rưu xô đại cầm phụng tà lưu. Với dân bác nhóm mình đã nói tin này tìm lý hai ai xoay dấu bị ác cầm bằng nên chúng nên lần lần ở hai với dân bác nhóm mình chúng như để ai dẫn cầm lúc bán một tay mình biến sự đề xa lại chúng tôi không nên ở vậy đại bà chúng bác cô là vậy vậy tình gọi được chúng mình từ ở chung kỳ rõ hai bác cô cường bác nó tự lúc bác chúng hạ đôi chữ ổn lúc này còn tay mình sự đề xa lại chúng mình bán vậy tình gọi sự đề xa lại cứ ớt một sự đề xa lãnh cứ sợ bỏ mình trở nên mình uất án mình chỉ mang cho mày. So what this meaning here is in order to do something else, even in order to proceed, of course we can use some technique, but if you can we can use the power, but if there is no heart, that is also do with nothing, same as do nothing. Vẫn là bác sĩ dương trang thưa với mỗi cái dương pra nơi bà chạy cái tế rồi có sức âm nát. Còn bác sĩ dương trang thưa là cái ca nghĩ nó đòi miền nơi tật chân tế cư vì hạ bề đề chỉ ẩn mình này vậy. This point that I really grateful to June that whatever he doing with the heart. Nó trong chúng đấy khi ông bật chì thay nó con từ master chun
rồi cái ca nghe về được quạt phơ cứ quạt phơ trên bị chặt tay mà đó. And whatever he do, he always care about the people feeling. Bà hay rồi là quay được quạt phơ cứ quạt tay tại khoai khoa bị tự chật bà mình chung mình này. So that's why I saw the photo that his club in Phnom Penh is more increasing the member. The reason why that he could increase his member is because he's doing with the heart. Và đối với hai bạn chị nhìn khơi club nơi nào nó với những cư miền nẹo mà hạt trán ấy hai thon mỗi cư đời xa quạt phớ đòi chênh bị chật. It does not dishonor others. It is not self-seeing. It is not easy angered. It keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always reserves. Love never fails. But where there is a prophecies, there will case there. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is a knowledge, it will pass away. And now these three remain: faith, hope, and love. But greatest of these is love. Vì mình bằng áp này tí mình sẽ rồi vun ai mình nhị khấn mình rẽ xa ca khỏi school sau đây sẽ lại mình rẽ o mình sẽ về cái đó thì tại đi đi nên sẽ về vượt vì tay tại cà pi tay tại chi chiết tay tại đo sự thấm nên tay tại đo xuống sau đây sẽ lại mình đại para chi phần tay nào cái lại đại miên từng nghĩ của kia mình chỗ lại nhà đại miên đá kia đi sinh nghiệp tin nào mình chỉ mẹ đấng viên người từ hay ở lớn nhất nơi mình bây chúng mày sự bây chúng như sự bây không sự bây giờ lại ta quay đây ở cha một phút lúc cứ sự bây giờ lại. So this is really true that what is written down in here. Of course, that it's important to believe and trust what we think. Và đi bước chì trầm trở làm mình tên là ban tờ xe nơi tin ít vật nát cư dương tin tin ở ca chư trợ và chủng nứa. And then also it is also important to be logically it is true. Bà thấy việc ra câu việc vật chì mình sẽ là sẵn khăn để dương trời sống rộp cho mùi nâng sai chỗ nó tìm ít But most important thing is the love. và cái rương đó sầm khăn bậc phật lúc cứ sực đây sẽ lành In this point that I really respect for the doctor so bà nơi chùm này đích chung bật chì nên nơi ca cổ rốc tờ can bậc tờ. the another reason why that I really wanted to bring you to Vietnam before after you coming back from Philippines because Vietnam is a place that Dr. Sok he served as a soldier. Và hai phần mới được nhung thôi cả ngon là tạo nên từ càng tới Việt Nam và tạo vị cho càng khi ở Philippines cứ về xa thì tới Việt Nam cứ chia tới đại và tôi sốc vật throb ông ra chia tới hiền tới nhiều. I could feel, of course, his faith toward the true parents is really great. And also his belief is really connecting to the hope that the true parents really can bring in the Chonyu. Và nếu như chi tất chất mùi đẹp sang cho chú mùi nâng thu bình là trong bom ngon kéo ta sang được phía bị bộ. But the reason why I always inspire from Dr. Sok because he had the strong belief and strong feeling, love the people. Và chừng rưu mùi được nhưng tay là tụ bà nạc ra chúng rồi tất chất bị doctor sống cứ đời xa tại quốc chỉ một đôi đại minh là ca chư triệu hay tay tay chúng nước đại sờ lanh tại can nước rục nhiệt. Yeah.
When he was the soldier in Vietnam, of course, he was joining the Vietnam War during that time. nó quay đề quạt chu room nó dừng Việt Nam. And he was he went there in order to teach martial arts to the soldier. Và nơi về nước quật chô rùm nó cứ nâng niềm về thể hiện. And then sometimes he went out from the base and teaching the Vietnamese, the teaching martial arts to the Vietnamese. Và hay quật màu của Việt Nam nó cứ cổ nó không muốn đấy cứ thua ca và riêng nơi bạch cốt được can chuyện Việt Nam. And then he was doing teaching martial arts and he doing the witnessing through Vietnamese, and finally he could bring two Vietnamese to Korea to meet through parents. Bà chẳng có mà vào tây Việt Nam bởi vì riêng là bạch cốt hay nó về từ buổi để mời thôi ca vịt này xin thì trong rồi nó có bàn ngon nói chuyện chuyện Việt Nam bí nhận tôi chu của bộ này bất nơi kề. But after that, when these two Vietnamese went back to Vietnam, they were killed because that is a war. Bà còn ta chỉ ác cái số của tôi bị chuyện chuyện Việt Nam bị được người ta lập mà bị vào tây kề với kế trợ ban sầm lấp để sao tài lòng quyến như chưa sự kia Việt Nam. Now Vietnam is a communist country, and then so far no missionary settled down. Bà lớn nhất tế Việt Nam chỉ tế cùng mình đi hay rồi hôm mà đó quyến ở toàn miền mission đi Nam mũi đẹp nạ strain như tin đi một lại thì And so that's why that he have the strong feeling about the Vietnam. So, but so far no missionaries there. So sometimes I bring in the Cambodian members to be there. He's happy. và chừng đời xa thả tôi mình đi mission đi Nam mùi nơi tiết nước hay thì sao việc ra dân bàn nguồn này mission đi bìm tế Campuchia từ bởi tế Việt Nam chứng còn có mình em nhà rộng sẽ bài cho đi đi. When you give completely, you can receive completely. If Satan ran away after receiving your love, how to do? Perfect plus would create the perfect minus. Principle of the universe is more you love, the more the object partner would appear. That's why you don't need to worry. It is necessary to be happy because someone give you, or to be sad because no one give you. Nó quên nè đo ao tiền sòng nè ai tự tụ ban tiền sòng bà sao ta rốt tranh vì tụ ban sẽ đây sẽ lành bọn nè ta cứ thôi vậy nè sự đấy là họ cho bộ bố nâng và cả bộ đó đây là họ cho tố ca nơi sẽ có lốt cứ nhẹ can tay sẽ lành đây cứ cầm một thuốc nâng mà hai can tay tròn nuôi chung rồi hai đèn nhẹ mình chạm bài cùi bà rào mà chạm bay sẽ bay chết rung người nam đẹp đau oi nhẹ rưu sau sau rung không nên là nam nhẹ đau oi nhẹ thì So it is really important, even though that we don't have the things to give, but try to bạn đi chơi riêng là sống khăn từ bây giờ dương không nên là vậy tầm bay vào đau oi cùng tay nhẹ phi diêm vào đau oi. and what we give definitely will come back. Tại ở vậy để chương ban phát đoạn ấy ở bộ cận vì nên tập lập một việc. You need to offer chanson for members. The more you offer chanson, the more you can do witnessing well. This is not depends on your ability. That's why subject partner need to pay for object partner. When people pray for others, the others might know about that. À. Nè tao phơ nơ trong sông xâm rạp xâm mái chực Cả nè nè đào Chù nơ đẹp khăn càng đẹp trá nung nè ai thua ai Kỳ cô càng đẹp lọ Nìm mẹ nà sài lơ xâm mạng đẹp hiệp bỏ nè tì Nhưng hay chìa mùa là hạt đại cư bật thiên tớ buông xuống xâm rạp đại cư càng bật thổ Vì mà nụ buông xuống ai nè đẹp tế bà hai chìa đâng ẩm bì đường nung. So this is a really important statement from the two parents, that even though the pe
Maybe what we offer Johnson for that person and that person don't know, but still need to keep to offer Johnson. Someday that person will know. Và nó chia ca bằng riêng đó thành khăn mùi đã bỏ cùng đài bích Chỉ trời thơ này trong sống nhầm bay là làm nhé Tôi bây chưa làm này luôn mặt đất Cậu tất ngay mùi là mùi của kia này đừng And then Johnson is it works when we are offering while that person don't know. Và trong sống về này Hai mươi là tập hóa bà cana để dư thư này trong số nước đòi vùng ỏi bực bội nước đần luôn You can offer Johnson at one time. You need to offer Johnson for one by one with each of them si their situation. The reason Jesus couldn't fulfill his mission because he couldn't have a time to pray for one by one to his 12 disciples. He couldn't tell each of 12 disciples for his internal situation to deep their heart. Nếu bạn ai có đo lệ khăn không về tới mùi bàn thì nếu trong đo lệ khăn đo mùi tam thả hiệp những mùi đồng mùi được bằng cổ kỳ Bồ Đà Đế Bề Sư bạn ai trong bình về sẽ ở cảm bảo trúng Về sao trúng bạn ai nghĩ về bu xuống xâm ra bằng sơ Mẹ đo mẹ làm mẹ từng bà pi nẹ bảo trúng Trúng bạn ai Rạp sơ mẹ nâng chùm nào sơ đọc pin nhẹ xem đọc sản phẩm tây khi nông được bọc quật chứ chưa được nuôi chưa được bọc kê lại So Johnson is actually not only that we can finish in one time, but every day and one by one when we are building, and when we reach to the top, and then it will fulfill what we want. À, trong số mình mới chiều về để dương phương nông pê tầm mùi này thì nông pê để dựng với dựng trò ta có sang với đo mùi đậm lại cao đo mùi đậm cả cao And True Mother is talking about the 53 years marathon. This means True Parents offer Johnson for 53 years. và nếu nói bớt ba này dây ở vì cà rốt marathon thì dạ bê hai bảy năm nhưng mà này tha ở vùng này bớt ba phơi ở trong số dạ bê hai bảy năm And then these 53 years that its power because through father together with through mother as a couple they offer Johnson. và trong thời gian bên 27 năm mới về biên nữ sập ông ngài giang khlang khá vì rơi xa tài lộ ở bốc nâng nhậm lại bất cứ ban phơ nơi trong sông chung quý thân So this is really hiệp important that even one moment if spaced out, all Johnson what we build will fall down. Cho nên vì bất chỉ riêng nó sầm khăn chứ Tôi bây chìa khả nạ bê mùi đầy dương bà ra cháy cứ như thế tha trong số để mà có sáng nâng và ra chơi tại đây That's why even though it fallen down and again, try to build one by one. nên thế tha bác sĩ bị dương và ra cháy cái dương trở tại có sáng vì mà đo mùi tiệt nơi trong số thì còn này And True Mother is saying that actually for this 53 years Johnson period, it happened to True Parents too. Bà chân nèm ra bà nê tha tập bớt rồi dạp kê trong sông ha sẽ bây chân nắm đi ban cả lai chụp buộc buộc mà này bật đài But they even though that it was some reason it failed, but they never give up again. Try for Johnson. và vừa nãy nó dạp kê ha sẽ bây chân nắm nên mình cái ca nghiêm bị chân nút màn bà chơi kìm ta mà đo tiết cứ tay tay cọc cho hay phơ viêm đo hay đo tiết In order to be the owner, in order to make 10 people to the owner, you need to take care of 10 people. Without doing this, you cannot be the owner. Absolutely, you cannot control them. bây thôi chứ mà cha thôi ơi mình đọc mẹ khai chi mà cha mẹ tôi tại theo ra sao đọc mẹ khi mình ca thôi vài mấy tí mẹ mình ai thôi chứ mà cha bàn tì mẹ mình ai cực rô một kỳ bàn tì So we need to for Johnson is doing one by one, not like a 10 people for one time. Và chân xâm rạp ca thôi này trong sống dân trời thôi
ចំពោះដល់ម្នាក់ដល់ម្នាក់មិនមែន10នាក់ក្នុងពេលតែមួយទេWhen you become the leader, as long as you are the center leader, that you may understand about that. បាទត្រាប់ណាអ្នកជា center leader អ្នកអាចយល់ពីស្ថានភាពមួយហ្នឹង This is also for me too. Oh, this is for some O, this is for some Un, this is for the some Nam, this is for Anan. I also need to do one by one. បាទចំពោះខ្ញុំដូចគ្នាបាទខ្ញុំត្រូវធ្វើអមួយនេះសម្រាប់អលមួយនេះសម្រាប់គូអានរានមួយនេះសម្រាប់គូសំឡាងទេYou need to attend new members like kings. You need to give the hospitality like king. They might think why this person attend me like king, even I am not that much value person. Then this person become very happy to follow you wherever you go. You need to set that kind of tradition. Sight God's son would be connecting from that position. អ្នកត្រូវអមសមាជិកថ្មីដូចជាស្ដេចអ្នកត្រូវផ្ដល់បដិស្ថានកិច្ចដូចស្ដេចពួកគេប្រហែលជាគិតហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាក់នេះចូលរួមជាមួយខ្ញុំដូចស្ដេចសម្បីតែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលមានតម្លៃខ្លាំងទេបន្ទាប់មកបុគ្គលនោះសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងការដើរតាមអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅអ្នកត្រូវកំណត់ប្រពៃណីបែបនោះការមើលឃើញកូនប្រុសរបស់ព្រះនៅភ្ជាប់ពីមុខដំណើរនេះ So what it talking in here is when you are attending people like a king, and then finally you will be the king. អ្វីដែលនិយាយនៅទីនេះតែពេលដែលយើងជួយរួមបម្រើមនុស្សដូចជាស្ដេចអញ្ចឹងយើងនឹងក្លាយដូចជាស្ដេចវិញ So how is the way that you will be the king, you will be the leader? When you are attending the people like a king, and then you will become the king. បាទអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នករឹងមាំជាស្ដេចគឺជានៅពេលដែលយើងធ្វើការបម្រើទៅកាន់មនុស្សក៏ប្រជាជននឹងដូចជាស្ដេច So this will be the 5 point of the 5 major point for the new member. បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទាំង5សម្រាប់សមាជិកថ្មីLike always, live for the sake of others. គឺមួយគឺតែងតែរស់នៅដើម្បីជាប្រយោជន៍អ្នកដទៃ And number two is always give. បាទហើយលេខ2គឺតែងតែផ្តល់ឲ្យជានិច្ច Number three is in order to love the new members from the bottom of your heart. លេខ3គឺស្រឡាញ់នៅសមាជិករបស់យើងចេញពីដួងចិត្តAnd then you always need to offer Johnson and pray for the new member. ហើយត្រូវផ្ដល់នៅចុងសងហើយបួងសួងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សមាជិកថ្មីAnd then also need to attend the new member like a king. ហើយទី5គឺត្រូវបម្រើសមាជិកថ្មីដូចជាស្ដេចLater I will post for next month and like June and July, little bit I would like to focus for the workshop. បាទសម្រាប់ទីតិចខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ញើនៅកាយវិភាគសម្រាប់ខែក្រោយនេះខ្ញុំចង់ធ្វើនៅកម្មវិធីសិក្ខាសាលា Honestly, on this month, May, for me, if this is the period for the fundraising. ហើយប៉ុន្តែគឺនៅខែ5នេះម្ដងពេលដែលគីងកូស្វែងរកនៅមូលនិធិ And then from June and July that we will focus for the workshop. So June, I would like to do for those council members of Battambang, Bontemintje. ហើយសម្រាប់ខែ6ខែ7ខ្ញុំចង់ធ្វើនៅកម្មវិធីសិក្ខាសាលាសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបទAndីthenជួយalso the on July or maybe
On June or the end of June or beginning of July, I would like to do for that instructor workshop. Sâmbra chong khai pumui, gọi là khai bơm chong phơ nơ cam thi zaka sala sâmbra kru bahat kala tung lima do. And then also from the middle of July, there will be the Korean Top Gun workshop in Korea. Bà hay nơi vẹn đá khai một bấn đôi chim đi nơi cam thi sạc sala nơi có thể So later I will post in the group chatting, but please think about that. hay về cái nhóm nâng phong viên nâng group chat hay xung kết ở phía rừng tự án phó. Okay, that's all for today. Thank you for listening. And tomorrow, let's do for the Hundokke with HDM. Sôm ở cuốn sổ hợp ca dù cho tập đã đáp chân ngày sáng dương thơ nơi cảm thi hôn là khế dù mùi nâng ấy chậm. I don't think Somnam is ready to give the guidance, so I would like to ask some more for tomorrow for giving the guidance. Khiếm kết tha lột sẵn nán mà toàn trên khuôn chỉ rủi rõ thế chẳng chẳng buộc ngày sáng khiếm lần sẵn sông tập gắn lột sẵn ổ sẵn rạp ca tiền thua nó bỏ hàng. But from now, I declare, from next week Saturday, I will ask Somnam to do that. Sâmrap à lâu đi khi nhung xuống bậc ca sâmrap sao bậc đạt cõi yên sâm xuống tìm luôn sâmrap ca thua bà hàng. But I think tomorrow, please, some more. Gồm tay nơi ngày sai cứ lô sâm Olson. Okay, thank you very much for listening. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ Bà xong bà con chưa bạn một điểm bà chẳng à bà con xem rạp được cả thứ bật bậc hai đâu lý được ní bà tệ tôi chỉ mui ca vô chất tốc đại chỉ mui nâng sự mà trực thay mày đôi chi ca chỉ mui lấy được chất đâu sự mà trực thay mày hay trong có chạm bàn chưa men đáy khá đáy lâu lý được ní hay có chọn thứ ca reflection chạy đồng lệch nó quay để bàn đáp bàn riêng làm vì một số điểm nó bị liệt rằng đi bà chẳng nó không ngờ chúng nó mũi vẫn chỉ chạm vào mình tên bà của slide thì có trong chỉ niệm bỏ đấy chẳng chỉ chạm vào đó thà bật tam tay gì ạ nơi dịch đây chúng đứa cứ chưa mình ai bác nơi tức chất về đô rồi bỏ dù chân rư cò rồi bỏ mình đu sử máy thamay đi bàn tề bà chẳng biên tay tạm dẫn nơi sức đây sẽ lánh cứ vì miền nơi vì sao lập hiệp bạn ấy thà áp lập hiệp thông thấy chắc nó cả bậc thực chất thực căn mà nó cướp rụp và tranh tam nhưng cật mới cứ phát triển trong bên mạng đôi giờ vậy đại lục phục bút bàn miền và xa bén một con ai dương miền tây sẽ đây chúng đưa phần tây à không chúng đưa bởi dương nước mình mang đặt nơi sẽ đây sẽ lại không tế cứ dương ở đại bậc nơi thực chất ở bom mà nó bàn thì mà đôi đại dương đang lo mãi được gì cả vì sao mai cả mai cả hôm mà chắc bà cứ còn miền chúng đưa mất bom mà và bật tay xuống thả ta còn ai chưa bẻ đô thực chất bỏ phải chia bỏ rót ba đấy thế mà tôi bây giờ còn viên chụp nưa chưa chạy đau tám mì kia bỏ ăn cá này. Từ cặp quả ly say luôn crap tầm tay còn ở, ở ai cho bẻ đô nơ bu quạt bán thì bẻ đô bu quạt cứ thả con nơ từ biên nó ca chứ chào biên nó ca tục sau chẳng hay cứ sự đây sự lại nhất cứ vì ai ba nơi thực chất bỏ mà đúng bàn yang chưa ra tên bạn hay chụp lên sống khăn mới thiết được một người lực là chẳng như chỉ ca attend đâu sống mà chất bấy nhá đôi chỉ sẽ đại mà là những bỏ vì số đạp máu đi ra ca như chất tục đã bà ca như chất tục đã sống mà chất mấy giờ đôi chỉ sẽ đại chẳng biên được ca xoa cùng quạt ca mưa thay quạt bà chẳng cứ cái này nó có lo đây bà chẳng đi cứ chả chỉ bê điện bật tay chỉ lấy chip cứ là dân trâu tại miền nó ca vô chất tục đã ca thay to ông nữ sma chất ca chìm xe dân thư cái ca nghe được không sống công bùi chẳng cứ vì chiếc mặt thoát để nó ca tầm nẹ tầm nôn cái điểm không ca và sai tệ tôn cái điểm bà chẳng cứ dương miên chùm nét đấng chỉ rương mua đà lo hỏi bà dương miên mặt tập hiếp chỉ rương mua đà lo hỏi phần tái sống khăn một phần mũi tiết nó cứ ca và sai tệ tôn một lúc chung quanh luôn mặt trời than bao giờ này
បាទទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកជាមួយខ្លួនពីព្រោះពួកគាត់គឺជារបងការពារខ្លួនរបស់យើងបាទគឺជាថាអាវុធសម្រាប់ជួយការពារនៅខ្លួនរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងត្រូវការចំពោះពួកគាត់ពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ណាយើងអាចរស់តែឯងបានទេហើយក៏យើងអាចគិតថាខ្លួនយើងខ្លាំងតែឯងបានដែរយើងត្រូវការចូលរួមចំណែកយើងត្រូវការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាការមើលថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺដូចខ្ញុំនៅខាងតំបន់របស់ខ្ញុំបទីមានជ័យអញ្ចឹងបាទពេលខ្លះក៏យើងអត់ចង់ចូលរួមជាមួយគាត់ប៉ុន្តែគិតមើលវិញទៅថាអាយើងអត់ចូលរួមហើយយើងចូលរួមតើមួយណាវាខាតវាចំណេញយើងអញ្ចឹងវាមានតែការចូលរួមហើយការរៀនសូត្រពីពួកគាត់ជាពិសេសពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តធំធំហ្នឹងបាទគឺយើងដើម្បីយើងរៀនពីគាត់យកបទពិសោធន៍ពីគាត់ហើយយើងលួចនៅតម្រេះតំណេះចេះដឹងផ្សេងផ្សេងពីពួកគាត់អញ្ចឹងវាពិតជាបានល្អប្រសើរមែនតើទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រយល់អំពីមេរៀនប្រធានបទនាវេលាព្រឹកនេះរបស់មុកសនីមក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបទបង្ហាញឡើងវិញបានល្អប្រសើរផងដែរបាទហើយក៏អរគុណចំពោះមុកសនីមនាវេលាព្រឹកនេះជាពិសេសគឺការលះបង់របស់គាត់ជារៀងរាល់ខែរៀងរាល់ថ្ងៃចំពោះសមាជិកាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយពួកយើងនឹងអាចរិះរោបនៅអ្វីដែលជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកចំពោះគាត់បាទដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កំពុងតែរិះរោបមធ្យោបាយណាមួយថាធ្វើម៉េចទៅអាចស្រួលនៅកិច្ចការងាររបស់មុខសនីមបាទអញ្ចឹងបានជាតែយប់តែថ្ងៃតែគិតជាមួយនឹងលោកគ្រូហេនបាទឥឡូវនេះគឺថាយើងមាននៅពលឺហើយទៅបើកពលឺហើយបាទប៉ុន្តែអត់ទាន់ចូលទៅជ្រៅហើយតិចទៀតចាំយើងចូលទៅជ្រៅយើងអាចសម្រាលទុកគាត់បានខ្លះបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណចំពោះនៅវេលាព្រឹកនេះហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះសមាជិកាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្នេះបាទក្នុងការចែករំលែកអញ្ចឹងបន្តពីខ្ញុំទៅទៀតនេះដែលថាយើងខានឃើញយូរហើយបាទខាងក្រុមការងាររបស់យើងដែរយើងហៅក្រុមការងារហ្មងទៅបាទនៅឯខាងនេះសមុទ្រសំដឹកថាបានត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញនៅទេបាទគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់ឲ្យដឹងខ្លួនគេហើយយ៉ាងអញ្ចឹងបាទថាដឹងខ្លួនហើយចែកចម្លែកតិចមកបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីញ៉ែមច័ន្ទធីមហ្វ្រង់ស៊ីសបាទក្នុងការចែកចម្លែកព្រឹកនេះបាទមកនេះមកនេះមកនេះបងប្អូនគ្នាចាគុណមកនេះសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅពីការធ្វើចំចង់ដូចជាការដំណាក់ដំណងគ្នាជាមួយចាតាក់ដឹកនាំជាមួយសមាជិកជាច្រើនចាហើយសប្បាយចិត្តដែលបានជួបមកស្នេហ៍ដូចជាបងប្អូនមកសាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនៅហ្វីលីពីនកាន់តែវិញខ្ញុំដល់នេះថ្ងៃទី5ខ្ញុំថាបានជួបបងដែលមកចូលរួមតុងអ៊ីម៉ូដលតែអត់បានជួបចាហើយបងជិះស្អែកអីហោះទៅវិញហើយចាទៅខ្មែរវិញចាអរគុណដល់ស្នេហ៍ជាច្រើនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងតែងតែជួយផ្ដល់នៅមេរៀនថ្មីថ្មីពេលដែលមកស្នេហ៍មានអ្វីដែលថ្មីគឺចែកចែករំលែកទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមតំបន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាគឺមកស្នេហ៍កិតពិតជាអស្ចារ្យមែនតើចាទោះបីការងារច្រើនខ្លាំងយ៉ាងណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែចាមិនបំភ្លេចនៅកិច្ចការងារច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេទោះបីគាត់ទៅជប៉ុនទៅវៀតណាមទៅណាក៏អីក៏ដោយចាពិតជាអរគុណសម្រាប់មកស្នេហ៍ដែលចាមានទឹកចិត្តដ៏ធំធេងដូចជាជួយទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាជំរុញឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ស្គាល់អំពី Mother Moon Father Moon ចាខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេចាខាងនិយាយអរគុណគុណច្រើនបាទ
អូនស្រីចន្ទធីមក្នុងការចែកលេខនៅវេលាព្រឹកនេះហើយជាពងថ្ងៃស្អែកត្រឡប់មកខ្មែរវិញសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរបាទសាធុបាទអរគុណច្រើនចឹងឥឡូវនេះសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចឹងយើងមានកិច្ចការងារទីច្រើនទៀតដូចមុខសនីបានលើកឡើងហើយគឺថាយើងខែបន្តបន្ទាប់នេះយើងមានសិក្ខាសាលាជាពិសេសសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទីមានជ័យសិក្ខាសាលាគ្រូបង្វឹកតុងអ៊ីលម៉ូដូក៏ដូចជាសិក្ខាសាលានៅប្រទេសកូរ៉េចឹងមុខសនីក៏ថាទោះបីជាវាមិនជាក់លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់សូមឲ្យគឺយើងយកទាំងអស់ហ្នឹងគិតសិនដឹងថាត្រៀមថាអានឹងនឹងមានហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបួងសួងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីនៅវេលាព្រឹកនេះបាទ Please join my prayer ជំរុញបួងសួងមកខ្ញុំសូមគ្រប់ពងដែរថាសួរសូមគ្រប់ពងដែរពិតទីគោរពសូមអរគុណចំពោះវេលាថ្មនេះដែលយើងបានចូលរួមនឹងសេវាកម្មពេលព្រឹកហើយក៏ជូនពរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពនៅការធ្វើដំណើរហើយក៏អរគុណចំពោះការលះបង់ដាក់ដឹកនាំបងយើងគ្រប់លំដាប់ណាចំពោះបបហេតុនៃចលនារបស់យើង True Parent សូមអរគុណចំពោះពុកម្ដាយដែលសູ້ពុកម្ដាយពិតដែលបានផ្ដល់នូវមេរៀនផ្ដល់នូវការកាយដិតយ៉ាងល្អប្រសើរចំពោះពួកកូនទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងផែងកាន់តែល្អប្រសើរចំពោះសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់នេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសកម្មវិធីចុះសម្រាប់សួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់គោលដៅ ATM របស់យើងផងដែរអរគុណទាំងអស់នេះតំណាងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះការអបាយជួយពុកម្ដាយដែលសູ້នេះពុកម្ដាយពិតអាជួយអរគុណច្រើនជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលម៉ោង6ព្រឹកបាទស្អែក Yeah, I'm pleased more videos a lot. បាទចុះជួយគៀងកបានច្រើនក្នុងការចូលរួមស្អែកបាទបាទទេតាទៀត Hi Francis. បាទ